sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt mật khẩu của cái sách thông minh nhé. Đầu tiên mình mở khóa. Và đây mà có ở trên là chứa pin, đó là 4 cục pin tiểu 2A thì mình gắn pin vào. Thì phía sau nó sẽ có nút nguồn. Thì mình cứ ứng đầu tiên á, mình ứng giữ 5 giây, khoảng chừng 5 giây á. Nó sẽ báo tiếng Anh và sau đó mình ấn một lần nữa nó sẽ hiện hiện bàn phím số. Thì mình ấn đầu tiên mình ấn 6 số mật khẩu mặc định của máy nhé. Thì nó sẽ đọc những cái chức năng của cái số. Thì mình quan tâm là số 1 nè. Rồi số 1 là cài đặt thời gian nhé. Số 1 là cài đặt mật khẩu thì nó gồm 6 số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình cài mật khẩu nào cũng được. Mình nhập lần nữa nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó mình tính số 2. Mình cài đặt vân tay. Khi nào cái biểu tượng mở khóa là nó ok nhé. Thì muốn cài đặt vân tay khác thì mình cứ ấn tiếp số 2. Sau khi cài đặt mật khẩu và vân tay xong rồi thì mình chọn phím số 5 đó. Thì nó có cái số 5 á là chế độ khóa. Thì một chế độ vân tay thôi, mình chọn số 1. Thì nó chế độ vân tay, mình có thể là chỉ cần vân tay là mình chép được. Mình bấm sau nữa là mình xong cái thao tác cài đặt mật khẩu. Giờ mình khóa. Mình muốn sử dụng cái mở khóa bằng thông minh á thì mình mặc định là bên chìa khóa màu xanh nè, nó sẽ nằm ngang và màu đen mà nó về vị trí ban đầu lúc này. À, mình nãy mình cài đặt vân tay gần cái vân tay thôi là mình mở khóa rồi. À, vân tay nãy vân tay giữa này. Ủa anh hả? Anh hả? Anh ăn hả? Và những cái vân tay khác mình không có chép là nó sẽ không mở khóa được nữa. Đó, nó sẽ khóa. Thì khi mình chép vân tay á 3 lần mà không có được á thì nó sẽ cảnh báo. Đó, nó sẽ cảnh báo như thế này. Thì cái này nó khi nào nó không nó cảnh báo á, khi nào nó hết pin nó mới ngừng thôi. Mình bắt buộc mình phải mở khóa ra. Mình tháo pin nha. Này. Mình phải cài đặt từ đầu. Mình phải giữ nút nguồn phía trong. Làm gì? Số nha. 6 số mà khẩu mình 1, 2, 3, 4, 5, 6 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cài vân tay. Cài tiếp vân tay. Chọn phím 5 nhé. Phím 5 là chế độ khóa. One là true. Hồi nãy mình chọn one này, giờ mình chọn true. Là nó vừa phải vừa mật khẩu vừa vân tay mới mở khóa được nhé. Rồi mình đã đặt xong rồi, mình xong rồi, mình trở về.
Bây giờ mình mở khóa thì phải vừa mật khẩu vừa vân tay nữa. Nhập mật khẩu này lúc nãy em cài 1 2 3 4 5 6. Nó mở được. Thì nãy mình cài cái ngón này 1 2 3 4 5 6. Cài đặt thử cái ngón khác nè, nó mở 1 2. Ví dụ như mình đúng mật khẩu 2 3 4 5 6 5, nhưng mà bên ta mình không có, mình chọn cái ngón mình không cài đó, nó sẽ không ăn bên ta, nhưng mình không mở được. Thì ba đúng 3 lần không được thì nó sẽ cảnh báo, nó cũng khá an toàn, không mở được. Thì mặc định đó, mình muốn mở phải có 2 chìa khóa mình mở. Nếu sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt mật khẩu của cái chiếc xe thông minh nhé. Đầu tiên mình mở khóa. Và này mà có ở trên là chứa pin, đó là 4 cục pin tiểu 2A, thì mình gắn pin vào. Thì phía sau nó sẽ có nút nguồn, thì mình cứ ứng đầu tiên á, mình muốn giữ 5 giây, khoảng chừng 5 giây á. Nó sẽ báo tiếng Anh và sau đó mình ấn một lần nữa, nó sẽ hiện hiện bằng phím số. Thì mình ấn đầu tiên mình ấn 6 số mật khẩu mặc định của máy nhé. Thì nó sẽ đọc những cái chức năng của cái số. Thì mình quan tâm là số 1 nè. Và số 1 là cài đặt thời gian nhé. Số 1 là cài đặt mật khẩu, thì nó làm 6 số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình cài mật khẩu nào cũng được. Mình nhập lần nữa nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó mình tính số 2. Mình cài đặt vân tay. Khi nào cái biểu tượng mở khóa là nó ok nhé. Thì muốn cài đặt vân tay khác thì mình cứ ấn tiếp số 2. Sau khi cài đặt mật khẩu và vân tay xong rồi thì mình chọn phím số 5 nhé. Thì nó có cái số 5 á, là chế độ khóa. Thì một chế độ vân tay thôi, mình chọn số 1. Thì nó chế độ vân tay, mình có thể là chỉ cần vân tay mình chép được. Mình bấm sau nhé. Là mình xong cái thao tác cài đặt mật khẩu. Bây giờ mình khóa. Mình muốn sử dụng cái mở khóa bằng thông minh á, thì mình mặc định là bên chìa khóa màu xanh nè, nó sẽ nằm ngang, và màu đen mà nó về vị trí ban đầu lúc này. Đó. À, mình nãy mình cài đặt vân tay, gần cái vân tay thôi là mình cài mở khóa rồi. Nè, vân tay nãy vân tay giữa này. Ủa anh à, anh hả? Đó. Đó là mở khóa đấy. Anh à, anh hả? Ở những cái vân tay khác mình không có chết là nó sẽ không mở khóa được nữa. Đó, nó sẽ khóa. Thì khi mình chết vân tay á 3 lần mà không có được á thì nó sẽ cảnh báo. Đó. Đó, nó sẽ cảnh báo như thế này. Thì cái này nó khi nào nó không nó cảnh báo á, khi nào nó hết pin nó mới ngừng thôi. Mình bắt buộc mình phải mở khóa ra. Tháo pin nha. Này. Mình phải cài đặt từ đầu. Mình phải giữ nút nguồn phía trong. 5 giây.
6 số mà cộng mình 1 2 3 4 5 6 5 là chế độ khóa. One là true. Hồi nãy mình chọn one này, giờ mình chọn true. Nó vừa phải vừa mật khẩu vừa vân tay mới mở khóa được nhé. Giờ mình đã đặt xong rồi, bấm xong rồi kiểu mình. Bây giờ mình mở khóa thì phải vừa mật khẩu vừa vân tay nhé. Nhập mật khẩu này yếu ngại em cài. 1 2 3 4 5 6. Nó mở rồi. Thì nãy mình chạy xuống ngón này. 1 2 3 4 5 6. 1 khóa. Ok, đặt thử cái ngón khác nè. Ví dụ như mình đúng mật khẩu 2 3 4 5 6 2, nhưng mà bấm tay mình không có, chọn cái ngón mình không cài đó, nó sẽ không ăn bấm tay nhưng mình không mở được. Thì ba đúng 3 lần không được thì nó sẽ cảnh báo, nó cũng khá an toàn không mở. Thì mặc định đó, mình muốn mở phải có 2 chìa khóa mình mở. Nếu sau đây mình sẽ hướng dẫn tới các bạn cách cài đặt mật khẩu của cái sách thông minh nhé. Đầu tiên mình mở khóa. Và đây mà có ở trên là chứa pin, đó là 4 cục pin tiểu 2A thì mình gắn pin vào. Thì phía sau nó sẽ có nút nguồn. Thì mình cứ ứng đầu tiên á, mình ứng giữ 5 giây, khoảng chừng 5 giây á. Nó sẽ báo tiếng Anh và sau đó mình ấn một lần nữa, nó sẽ hiện bằng phím số. Thì mình ấn đầu tiên mình ấn 6 số mật khẩu mặc định của máy nhé. Thì nó sẽ đọc những cái chức năng của cái số. Thì mình quan tâm là số 1 nè. Số 1 là cài đặt thời gian nhé. Số 1 là cài đặt mật khẩu thì nó gồm 6 số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình cài mật khẩu nào cũng được. Mình nhập lần nữa nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau đó mình chỉnh số 2. Mình cài đặt vân tay. Khi nào cái biểu tượng mở khóa là nó ok nhé. Thì muốn cài đặt vân tay khác thì mình cứ ấn tiếp số 2. Sau khi cài đặt mật khẩu và vân tay xong rồi thì mình chọn phím số 5 nhé. Thì nó có cái số 5 á là chế độ khóa. Thì một chế độ vân tay thôi, mình chọn số 1. Thì nó chế độ vân tay, mình có thể là chỉ cần vân tay mình chép được. Mình bấm sau nhé. Là mình xong cái thao tác cài đặt mật khẩu. Bây giờ mình khóa.
mình muốn sử dụng cái chứ mở khóa bằng thông minh á thì mình mặc định là bên chìa khóa màu xanh nè, nó sẽ nằm ngang và màu đen nó về vị trí ban đầu. À, mình nãy mình cài đặt vân tay, gần cái vân tay thôi là mình mở khóa rồi. À, vân tay nãy vân tay gì vậy? Ủa anh hả? Đó. Đó là khóa đấy. Anh hả? Và những cái vân tay khác mình không có chế là nó sẽ không mở khóa được nữa. Đó, nó sẽ khóa. Thì khi mình chết vân tay á 3 lần mà không có được á thì nó sẽ cảnh báo. Đó. Đó, nó sẽ cảnh báo như thế này. Thì cái này nó khi nào nó không nó cảnh báo á, khi nào nó hết pin nó mới ngừng thôi. Mình bắt buộc mình phải mở khóa ra. Mình tháo pin nha. Mình phải cài đặt tự động. Mình phải giữ nút nguồn phía trong. Âm nha. Cài 6 số nha. 6 số mà khẩu mình 1, 2, 3, 4, 5, 6 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 2. Cài vân tay. Cài tiếp vân tay. Chọn thứ năm, thứ năm là chế độ khóa. Quan là chu, hồi nãy mình chọn quan này, giờ mình chọn chu. Là nó vừa phải vừa mật khẩu vừa vân tay mới mở khóa được nhé. Rồi mình cài đặt xong rồi bấm xong, mình trở về. Bây giờ mình mở khóa thì phải vừa mật khẩu vừa vân tay. Nhé. Nhập mật khẩu này lúc nãy mình cài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Tiếp nữa là nữa. Nó mở rồi đấy. Thì nãy mình cài xuống ngón này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Cài đặt thử cái ngón khác nè. Mà 1, 2. Ví dụ như mình đúng mật khẩu nha. 2, 3, 4, 5, 6, 2. Nhưng mà vân tay mình không có. Mình chọn cái ngón này không cài. Đó, nó sẽ không ăn vân tay. Nhưng mình không mở được. Thì ba đúng 3 lần. Không được thì nó sẽ cảnh báo. Nó cũng khá an toàn. Không mở được. Thì mặc định nó là mình muốn mở phải có hai chìa khóa mình mở nếp. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt mật khẩu của cái sách thông minh nhé. Đầu tiên mình mở khóa. Và đây mà có ở trên là chứa pin, đó là 4 cục pin tiểu 2A thì mình gắn pin vào. Thì phía sau nó sẽ có nút nguồn. Thì mình cứ ứng đầu tiên á mình ứng giữ 5 giây, khoảng chừng 5 giây á. Nó sẽ báo tiếng Anh và sau đó mình ấn một lần nữa đó. Nó sẽ hiện bằng phím số. Thì mình ấn đầu tiên mình ấn 6 số mật khẩu mặc định của máy nha. Thì nó sẽ đọc những cái chức năng của cái số.
thì mình quan tâm là số 1 nè. Số 1 là cài đặt thời gian nhé. Số 1 là cài đặt mật khẩu, thì nó gồm 6 số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình cài mật khẩu nào cũng được. Mình nhập lần nữa nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, mình chỉnh số 2. Mình cài đặt vân tay. Khi nào cái biểu tượng mở khóa là nó ok nhé. Thì muốn cài đặt vân tay khác thì mình cứ ấn tiếp số 2. Sau khi cài đặt mật khẩu và vân tay xong rồi thì mình chọn phím số 5 đó. Thì nó có cái số 5 á là chế độ khóa, thì một chỉ là vân tay thôi, mình chọn số 1. Thì nó chỉ là vân tay, mình có thể là chỉ cần vân tay mình chép được. Mình bấm sau nhé. Là mình xong cái thao tác cài đặt mật khẩu. Giờ mình khóa. Mình muốn sử dụng cái chế mở khóa bằng thông minh á thì mình mặc định là bên chìa khóa màu xanh nè, nó sẽ nằm ngang. Và màu đen mà nó về vị trí ban đầu mình rút ra. À, mình nãy mình cài đặt vân tay, gần cái vân tay thôi là mình cài đặt mở khóa rồi. À, vân tay nãy vân tay gì vậy? Ủa anh à, anh hả? Đó là mở khóa đấy. Anh à, anh hả? Ở những cái vân tay khác nhưng mình không có chép là nó sẽ không mở khóa được nữa. Đó, nó sẽ khóa. Thì khi mình chép vân tay á 3 lần mà không có được á thì nó sẽ cảnh báo. Đó, nó sẽ cảnh báo như thế này. Thì cái này nó khi nào nó không nó cảnh báo á, khi nào nó hết pin nó mới ngừng thôi. Mình bắt buộc mình phải mở khóa ra. Mình phải cài đặt từ đầu, mình phải giữ nút nguồn phía trong. Âm đi. Cài 6 số nha. 6 số mà khẩu mình 1, 2, 3, 4, 5, 6 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cài vân tay. Cài tiếp vân tay. Chọn phím 5 nhé. Phím 5 là chế độ khóa. One là true. Hồi nãy mình chọn one này, giờ mình chọn true. Là nó vừa phải vừa mật khẩu vừa vân tay mới mở khóa được nhé. Rồi à, mình cài đặt xong rồi bấm xong rồi kiểu mình. Bây giờ mình mở khóa thì phải vừa mật khẩu vừa vân tay nhé. Nhập mật khẩu này lúc nãy mình cài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Tiếp nữa nữa. Nó mở ra được. Thì nãy mình cài xuống ngón này. 1, 2, 3, 4. Cài đặt thử cái ngón khác nè. Mà 1, 2. Ví dụ như mình cứ đúng mật khẩu nha. 2, 3, 4, 5, 6, 2. Nhưng mà vân tay mình không có. Mình chọn cái ngón này không cài.
đó, nó sẽ không ăn người ta, mình không mở được. Thì ba đúng 3 lần không được thì nó sẽ cảnh báo. Nó cũng khá an toàn, không mở được. Thì mặc định mình muốn mở phải có 2 chìa khóa mình mở. Nếu